Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, trên hành trình từ Bắc trở vào Nam, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, dừng chân nghỉ ngơi tại bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện. Trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành, khi nói chuyện ông Tú luôn xưng là con. Ông Tú cho biết quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Ông Tú cho hay, mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hạnh những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tập học tu hạnh đậu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn ở mặc, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Tú chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích không nhằm truyền tải điều gì bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật chỉ dạy. Cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc, qua các con sông suối ông dừng lại tắm rửa, buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang. Trong quá trình ông Tú đi bộ, nhiều người mang áo giống như nhà sư đi theo, ông Tú cho biết họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Về việc này ông Tú chia sẻ, cũng có thể là do nhân duyên Phật pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu, chứ con không liên quan tới họ. Còn con không liên quan đến tổ chức gì cả. Nói về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim, ông Tú cho hay, ông không cấm cản ai cả nếu họ muốn đi theo. Những ngày gần đây, khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh quay phim, ông Tú cho hay nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt, còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình phát trực tiếp là ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, xong ông tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ bản thân luôn tâm niệm làm theo lời phật dạy để đền ơn cầu nguyện cho người thân gia đình được may mắn bình an không có tài sản vật chất nhưng ông cho người thân niềm tin và không bao giờ làm khổ họ ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức phật giáo phản hồi việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định Ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay, ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Người đàn ông hiện đang nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng Sư Thích Minh Tuệ hay Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là nội dung công văn số 151 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an và Ban tôn giáo chính phủ ngày 16 tháng 5. Cụ thể, người đàn ông này tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Tú hiện sinh sống tại huyện La Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã có vài lần đi bộ từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại nhưng không thu được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên lần này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo cúng dường vật phẩm, thức ăn, quay clip vân vân, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật giáo, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng sư thích Minh Tuệ thu hút được sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Theo thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước hiện tượng này, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Ban Phòng Tôn giáo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, ban tôn giáo chính phủ đề nghị các phòng ban liên quan tham mưu sở nội vụ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông minh tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông gây phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng xúi dục lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật Ban tôn giáo chính phủ cũng đề nghị các đơn vị trao đổi với giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang có những tranh cãi xung quanh các bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, trong một số bài thuyết giảng được ghi lại bằng video, vị thượng tọa này cho rằng tuổi trẻ hay đi du lịch, về già bị liệt, hay hát karaoke, sau này chết làm ma cầm, nằm võng mất phước. Bên cạnh đó, nhiều chia sẻ của vị này cũng thường xuyên nhắc đến việc cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa với cách truyền tải không được người nghe vừa lòng. Cách đây gần một tháng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao các ban liên quan làm việc với thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh một số nội dung. Đối với những phát ngôn của thượng tọa Thích Chân Quang trong một số video mà dư luận phản ảnh. Giáo hội đã ra ban Hoàng pháp Trung ương và văn phòng hai Trung ương Giáo hội tổ chức làm việc vào ngày 19 tháng 4 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc nhằm kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ theo đại diện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, liên quan đến những phát ngôn chia sẻ của Thượng tọa Thích Chân Quang, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông tin cụ thể và chính xác trên báo giác ngộ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị này không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói trên báo giác ngộ. Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin, sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan vấn đề trên. Tới đây, Giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội.